Kính thưa ban giám khảo cùng các thầy cô và các bạn thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Viễn Hảo Nguyên, còn bạn ngay kế bên em Lê Nguyễn Trung Nhân. Em rất vinh hạnh khi được tham gia cuộc thi Liệu Đọc Hay. Để chương trình được vui hơn, em xin được đọc một bài văn để gửi đến thầy cô. Kính thưa quý thầy cô giáo, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trầm tay, từ thổ ấu thơ các sách đến trường. Chúng em đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để giúp chúng em nên người. Mỗi bạn học sinh sẽ chọn cho mình bài phát biểu hay nhất ngày 20 tháng 11 để gửi đến quý thầy cô. Là người Việt Nam, chúng em không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên, chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trình kiến thức cho chúng em vẫn bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn. Ngày nhà giáo 20 tháng 11, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, đồng thời cũng là ngày lễ chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những người đã có công dạy dỗ chúng em trong những năm qua. Kính thưa quý thầy cô giáo, chúng em đều bị cha sinh ra nuôi dưỡng lớn khôn nên người, rồi đến tuổi đi học chúng em được đến trường, thầy cô giáo đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô vừa là những người bạn lớn tuổi, vừa là những người cha, người mẹ luôn hướng về phía những đứa trò nhỏ với cái nhìn ấm áp và trường mến yêu thương. Thầy cô đã trang bị cho chúng em hành trang kiến thức để tự tin bước vào đời, hay xây đối đầu với những cơn sóng gió. Chính thầy cô đã hướng cho chúng em về một ngày mai lập nghiệp, bước từng bước vững chãi trên đường đời. Chúng em biết khóc, biết cười trước những mảnh đời, biết bước lên sau mỗi lần vấp ngã, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy cô còn dạy cho chúng em biết quý thời gian, chẳng giữ tiếng, biết giữ lòng trong sạch, để ngẩng cao đầu với bạn bè. Chúng em biết rồi đây cuộc đời thầy cô sẽ tiếp tục đưa bao người qua dòng sông kiến thức. Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng được học ở mái trường này. Chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của các thầy giáo, cô giáo. Chúng em chỉ là những học trò nhỏ, không biết làm những việc lớn lao gì để đáp lại công ơn to lớn đó. Chúng em xin hứa, vâng lời thầy cô, cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu đạt nhiều điểm 10, làm nhiều điều hay, việc tốt, để dân tặng thầy, cô thể hiện lòng bước biết ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô đối với chúng em. Cuối cùng, nhân ngày 20 tháng 11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh của trường trung học cơ sở Tam Quan, kính chúc các quý, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, thành đạt trong công tác và hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh vui, khỏe, chinh ngoan, học tốt xứng đáng là